Cái đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này, các bác còn nhìn thấy cái vân đỏ đen này, vân đỏ đen và vân vàng, nó tạo lên một cái vân đen vàng rất là đẹp đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy trên video đây, mắt xem thực tế luôn các bạn nhá. Và bộ sản phẩm này đặc biệt đấy các bạn nhá, cơ sở nhà em phun màu trần gỗ, trần đẹp này, đẹp gỗ đây, các bạn nhìn thấy vân vèo nổi lên giống như là con rắn khúc đen khúc trắng này, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Cái tiêu chuẩn hàng VIP này cho các bác theo dõi thì các bác phải biết rồi, là cái hàng này cơ sở nhà em làm là trương dày là 16 phân kén cong các bạn nhá, trương dày liền khối 16 phân kén cong và đục cực kỳ kỹ bằng te các bạn nhá. Đây, đục bằng te rất là sắc nét, rất là đẹp. Cây gỗ này nhá, các bác có thể biết được cái độ quý hiếm của nó đấy, các bác nhìn cái mặt tràn của nó đây. Mặt tràn này cơ sở nhà em làm đủ là 5 phân và mặt tràn này là mặt tràn không ghép hậu nhá các bác nhá. Bình thường các bác mua sản phẩm trên thị trường thì người ta sẽ ghép cái phần hậu này. Người ta sẽ ghép cái phần hậu này, nó rất là xấu và nó sẽ mất giá trị của cái mặt tràn. Nhưng mà riêng cái bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm từ cái mặt tận 1m2 ra lên là nhà em làm liền được toàn bộ, coi như không cần phải ghép. Cái te này cơ sở nhà em làm là cái te đặc nguyên cối và các bạn có thể nhìn thấy đây, cơ sở nhà em lựa vân. Vân của nó cực kỳ đẹp, cái vân gỗ ba chi này nó đẹp, nó độc và nó lạ, nó không giống như vân hương đá hay là vân chỉ. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nha, vân nó loang đỏ đen, nhìn nó như là kiểu con rắn cũng đen cũng trắng này, các bạn nhìn nó nổi rất là nổi bật. Vâng, xin chào các bác, và trước mặt các bác đây thì cơ sở nhà em sau rất nhiều thời gian công sức đã chọn được cái bộ sản phẩm gỗ gõ ba chi, hàng vân đen đỏ cực kỳ đẹp, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Và bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm được làm bằng cái mẫu là hoàng gia, hàng là độc quyền cơ sở nhà em, và trong thời gian vừa qua đã có quá nhiều khách hàng đã yêu thích cái mẫu sản phẩm này. Và cái bộ sản phẩm này nó là hàng tiêu chuẩn, hàng kỹ các bác nhá, hàng kỹ, hàng VIP, và đặc biệt là làm được trên cái nền chất liệu là gỗ gõ ba chi mà cơ sở nhà em làm ra từ những cái cây chiếu rộng tận là 1m2, gỗ cực kỳ già và vân cực kỳ đẹp, vân của nó là vân vàng đỏ đen cực kỳ lõi, các bác lại nhìn được trên màn hình. Thì bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em sơn BU và để nguyên cái màu vân gỗ và cái màu vân gỗ nó lõi lên cực kỳ đẹp như này, và tất cả đều được làm mặt tràn nguyên khối các bác nhá, mặt tràn nguyên khối không chấp hậu, và vân veo đục đẹp hai mặt, sơn BU cực kỳ kỹ màu trần. Và tổng cái thẻ cái bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em đang chuẩn bị bàn giao cho một khách hàng đặt hàng VIP của cơ sở nhà em. Và bộ sản phẩm này nha các bác nhá, thì là bộ sản phẩm hàng cao cấp, hàng giá thành nó rất là cao so với sản phẩm thị trường. Tương đồng với nó là cái chất lượng và cái tiêu chuẩn và cái đường nét hàng nó cực kỳ kỹ, mộng mạng làm rất là khít các bác nhá. Và bộ sản phẩm này gồm 6 món, một đoạn này, hai ghế, một bàn, một đôn và một đôn ngồi, và tất cả thì đều được làm bằng gỗ ba chi xịn. Bình thường các bác đi mua các sản phẩm gỗ ba chi trên thị trường, các bác thường là sẽ mua được gỗ ba chi mõm thôi các bác nhá. Bình thường người ta chỉ làm cái ván này ba chi là cùng thôi, còn đâu bình thường người ta sẽ cho gỗ lize hoặc là những cái gỗ rẻ tiền để làm tạp vào đây. Còn riêng cái bộ sản phẩm này nhà em thì làm tiêu chuẩn 100% là gỗ ba chi, và đặc biệt là cái vân này các bác nhìn này, cái đặc biệt nhất của bộ sản phẩm này các bác còn nhìn thấy cái vân đỏ đen này, vân đỏ đen và vân vàng, nó tạo lên một cái vân đen vàng rất là đẹp đây, các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy trên video đây, mắt xem thực tế luôn các bạn nhá. Và bộ sản phẩm này đặc biệt đấy các bạn nhá, cơ sở nhà em phun màu trần gỗ, trần đẹp này, đẹp gỗ đây, các bạn nhìn thấy vân vèo nổi lên giống như là con rắn khúc đen khúc trắng này, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Cái tiêu chuẩn hàng VIP này cho các bác theo dõi thì các bác phải biết rồi, là cái hàng này cơ sở nhà em làm là trương dày là 16 phân kén cong các bác nhá, trương dày liền khối 16 phân kén cong và đục cực kỳ kỹ bằng te các bác nhá. Đây, đục bằng te rất là sắc nét, rất là đẹp. Và làm trên chất liệu là gỗ gõ ba chi, là một gỗ gõ loại gỗ gõ đắt tiền nhất trên thị trường hiện nay. Và đặc biệt cái gỗ gõ ba chi này cái vân gỗ của nó đã đẹp rồi. Nhưng cái bộ sản phẩm này thì cơ sở nhà em làm từ cái cây gỗ chiếu rộng tận là 1m2. Thì đây các bác có thể nhìn thấy, và đặc biệt là vân của nó rất đẹp đấy các bác, nhìn vân loang đỏ đen, đỏ vàng đen rất là đẹp đẳng cấp, các bạn nhìn này, nhìn nó khác biệt hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Cây gỗ này nha các bác có thể biết được cái độ quý hiếm của nó đấy, các bạn nhìn cái mặt tràn của nó đây. Mặt tràn này cơ sở nhà em làm đủ là 5 phân và mặt tràn này là mặt tràn không ghép hậu nha các bác nhá. Bình thường các bác mua sản phẩm trên thị trường thì người ta sẽ ghép cái phần hậu này. Người ta sẽ ghép cái phần hậu này, nó rất là xấu và nó sẽ mất giá trị của cái mặt tràn. Nhưng mà riêng cái bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm từ cái mặt tận 1m2 ra lên là nhà em làm liền được toàn bộ, coi như không cần phải ghép. Và cái sâu của cái mặt tràn này cơ sở nhà em làm mặt riêng mặt tràn là tầm 68 phân rồi. 68 phân chiều sâu rồi. Đấy, kích thước của đoạn là cao 1m51 và dài 2m là 67 và sâu là 80 phân của bì. Và cột đấy các bạn, cột thì nhà em đục cong và đục đẹp tứ diện đấy, các bạn nhìn này, cột này. Trên dưới trong ngoài đục bằng te hết các bạn nhá, làm sửa te rất là kỹ. Đấy các bạn nhìn cái te này.
Đây các bạn nhìn được cái te này, trăm nghèo mà mắt thấy các bạn nhìn này. Cái te này cơ sở nhà em làm là cái te đặc nguyên phối, và các bạn có thể nhìn thấy đây cơ sở nhà em lựa vân. Vân của nó cực kỳ đẹp, cái vân gõ ba chi này nó đẹp, nó độc và nó lạ, nó không giống như vân hưu đá hay là vân chỉ. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nha, vân nó loang đỏ đen, nhìn nó như là kiểu con rắn cứ đem cái trắng này, các bạn nhìn nó nổi, rất là nổi bật. Đấy và phần chân yếm này. Đấy vách tựa lưng nhá, đầu tiên giới thiệu qua cái vách tựa lưng này thì cơ sở nhà em làm là dày tận 8 phân các bạn, 8 phân, em pha gỗ ra là 8 phân. Vén cong đi là còn đậu 3 phân rưỡi nha các bạn nhá, đậu 3 phân rưỡi. Vén cong. Pha tận 8 phân để vén cong. Thì cái dáng ghế nó mới đẹp như này, cái cột này trương này cơ sở nhà em làm tận 18 vén cong đây. Đục hai mặt như nhau. Cái te này cơ sở nhà em đục là giả qua tay đệm, nhìn nó rất là sang, rất là đẳng cấp. Đây còn cái đường cong, đây cái đường cong của bộ sản phẩm này các bạn có nhìn thấy không? Cái đường cong này của nó được làm từ phần hồi nha các bạn nhá, từ phần hồi ghế này, hồi đoạn cho đến phần cổ chỉ, khuôn tranh, tất cả đều được làm rất là tinh tế nhá, cong dẻo từ trên xuống dưới. Cái yếm này cơ sở nhà em làm tận 8 phân, rộng 18 phân, vén cong thôi nhá, vén cong còn đậu 4 phân. Đục là đục đục các cái đường nét là của những bộ sản phẩm hoàng gia nguyên khối, rơi vào hàng vài trăm triệu đồng thôi nhá, vài trăm triệu đồng. Đây các bạn nhìn thấy cái yếm này, cái dạ này cong rất là đẹp luôn. Giới thiệu qua thêm thì cái ghế đơn này thì kích thước của nó cao là 1m45, rộng là 1m2 và sâu là 80. Đây cái trương này thì cũng được pha là tận là 15 phân các bạn nhá, vén cong còn là 10 phân đậu, vén cong này các bạn nhỉ. Tất cả các cái phần trương này đều được vén cong toàn bộ, trên dưới trong ngoài như nhau đây, xung quanh đẹp tứ diện. Đây các bạn nhìn thấy cái vách này, cái vân của nó rất là đẹp, vân gõ ba chi các bạn nhìn này, đỏ đen trắng rất là đẹp luôn, nó nổi hết lên như này. Rất là đẹp và cái vách này cũng được pha tận 8 phân coi nhá, 8 phân vén cong này, vén cong hai bên và còn đậu là 3 phân rưỡi. Một cái điều rất là đặc biệt, cái đây các bạn nhìn thấy cái vân đỏ đen của bộ sản phẩm này nó rất là nổi bật. Cực kỳ nổi bật luôn, vân đỏ đen trắng này. Đấy rất là đẹp nhá. Đấy tay liền. Tay liền này đục vai cúi này, nhìn nó rất là sang, rất là đẹp. Chỉ có các bác có thể bắt gặp những cái đường nét đặc cấp như này ở những sản phẩm hàng 2 300 triệu thôi. Đấy nhưng bộ sản phẩm này thì các bác chỉ cần trên 100 triệu là các bác có thể sở hữu được cái đường nét đẳng cấp như này rồi. À, gỗ thì gỗ có ba chi toàn bộ. Đây cái yếm này cơ sở nhà em pha là tận 18 phân nhân 8 phân vén cong. Đây và còn 4 phân đậu nha các bác nhá. Đây đục theo lối là những sản phẩm chỉ có vài trăm triệu mới có thể những cái đường nét đục đẹp như này thôi. Đây, mẫu chân rất là đẹp, đẳng cấp, nó không giống như cái sản phẩm trên thị trường các bác nhìn. Các cái đồ hàng cỏ trên thị trường các bác nhìn nó rất là kém. Cái đôn cao đây các bác nhìn này. Đây bên cạnh này cái đôn cao. Cái đôn cao này cũng được làm vén cong tận 4 mặt. Đây, ngăn kéo cũng được bén cong luôn, đây để làm đẹp cả bên trong cả bên ngoài luôn các bác nhá. Khi đóng ngăn kéo vào nó dẻo, nó bén khít như này luôn, đây mộng mạng bén khít luôn. Xung quanh yếm chân cũng được làm rất là to để tạo ra cái chân nó rất là dẻo, rất là đẹp như này. Đây bén cong 4 mặt, cổ chỉ chặt sen hạt xoài nhá các bác nhá. Hạt xoài thì nhìn nó sẽ sang hơn là sen dẹo. Sen dẹo thì nhìn nó lát hơn các bác nhá. Đây cái bàn này là cơ sở nhà em khách hàng đặt là đục thuận buồm xuôi gió. Còn nếu cái bàn này mà các bác có thể nhìn thấy cái vân của nó đây. Các bác nhìn rộng ra, các bác phải nhìn thấy cái vân của nó. Cái bàn này mà nếu mà không đục ấy, thì các bác có biết vân nó còn đỉnh cao hơn rất là nhiều lần. Riêng đồ gỗ các bác nhá, nếu mà các bác mua gỗ thì rất là dễ. Còn nếu mà để các bác mà mua được cái vân nó đẹp như thế này thì thực sự các bác là nó không có giá. Nó gọi là vô giá các bạn, tại vì nó là vân gỗ tự nhiên. Đây cái mặt bàn này cơ sở nhà em làm liền luôn các bác nhá, liền luôn một tấm gỗ. Và làm rộng tận là 81. Rộng tận 81, riêng cái mặt tràn này thôi nhá các bác nhá. Mặt tràn này là 81 x 1m61 và chân là tất cả chân 16 hết, vén cong tứ diện luôn, cổ chỉ làm khuôn non rất là kỹ càng. Đấy bình thường người ta làm thì chỉ có cái phần khung hộp này người ta làm thẳng xuống cổ chỉ đấy thôi các bác nhá. Đây là nhà em làm khuôn non rất là dẻo đẹp và vén cong tứ diện đấy các bác, nhìn cái dáng của bàn này các bác, nhìn trên cái mặt tràn này các bác phải thấy đấy, tổng thể các bác thấy là dáng nó rất là đẹp, dẻo cong tứ diện luôn và hai bên được thiết kế hai ngăn kéo để các bác để đồ chè và thuốc các nhá, sơn đẹp cả hai bên luôn, rất là đẹp như này. Và cuối cùng thì đây các bác chiêm ngưỡng cái vân VIP của cái ghế bên cạnh này nữa. Cái ghế này vân rất là đẹp. Còn một cái điều rất đáng nói về bộ sản phẩm này, em quay các bác cái đầu cong này. Đây cái chiều cong của đằng so và đầu hồi này. Đây em quay các bác xem cái đằng so và cái chiều cong này. Đây cái chiều cong và đằng so của cái bộ cái ghế đơn này. Rất là nét, rất là đẹp đây. Sơn mặt trước đục như nào, mặt sau này em đục đẹp như thế luôn các bác nhá. Cái phần so đây vén cong đây các bác nhìn này. Đấy, mất tận 8 phân gỗ để có thể vén ra được một cái vách như này các bác phải nhìn thấy. Nó rất là kỳ công và rất là đẳng cấp. Những cái sản phẩm như này, đây, kể cả đầu hồi này. Các bác nhìn này. Đấy, bình thường các bác trên thị trường các bác gặp những sản phẩm nó hàng cao cấp luôn, tầm đôi trăm triệu cũng không bao giờ có những cái đầu hồi cong dẻo như này các bác nhìn này. Cái đầu hồi cơ sở nhà em làm cong từ mặt tràn này, từ cổ này,
từ chỉ này, từ hạt xoài này, từ yếm này, chân này, rất là đẹp và dẻo, vén cong này, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, nó như một cơn sóng vòng quanh cái ghế này luôn. Nó rất là tinh tế, rất là đẹp đấy các bác nhá. Và tổng thể bộ sản phẩm này gồm 6 món các bác nhá. Các bác nào mà mong muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này hay là đặt bất cứ sản phẩm nào khác, chất gỗ nào khác thì cơ sở nhà em là làm ra từ A đến Z, các bác có thể đặt theo yêu cầu, theo kích thước và đặc biệt là có thể là yêu cầu một mẫu riêng biệt, khác biệt hoàn toàn so với sản phẩm khác trên thị trường. Các bác nào thấy sản phẩm này ok, cần phải khắc phục gì hoặc là cái đẹp ở đâu thì các bác cho em xin một cái đánh giá ý kiến ở phía dưới video nhé. Còn em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.